Trong mấy ngày vừa qua thì có những thông tin không tích cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, dẫn đến phát sinh cái hiện tượng là nhiều khách hàng đến các trụ sở của SCB để xin được rút tiền. Thì đây là một cái hiện tượng là không chỉ của Hải Phòng mà ở các tỉnh thành khác. Thì thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng nước Việt Nam cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố, thì Ngân hàng nước chi nhánh thành phố Hải Phòng cũng đã quyết liệt triển khai các biện pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố, đã phối hợp chặt chẽ cùng công an thành phố rồi chính quyền sở tại nơi có các cái trụ sở của SCB hoạt động để mà ổn định tình hình. Thì thứ nhất chúng tôi sẽ là tuyên truyền động viên người gửi tiền yên tâm tin tưởng vào hoạt động ngân hàng. Thì đã gửi tiền ngân hàng thì ngân hàng sẽ đảm bảo cái quyền lợi của người gửi tiền, không lên dao động mà rút trước hạn thì sẽ thiệt thòi về mặt kinh tế, không được hưởng lãi suất. Thứ hai thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo SCB để tăng cường việc mà chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu chi trả cho khách hàng. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái ngân hàng thương mại trên địa bàn là không được đưa các thông tin thất thiệt về tranh giành khách hàng của SCB để gây ra cái sự bất ổn định trên địa bàn. Đồng thời thì cũng là phối hợp cùng các cấp các ngành về công an các cấp để thực hiện cái đảm bảo an ninh trật tự trong cái giao dịch. Thì trong những cái ngày qua thì SCB thì cũng đã đáp ứng các cái nhu cầu của khách hàng đến giao dịch và đến nay thì cơ bản ổn định. Thì cái lượng người đến giao dịch cũng đã giảm rất là nhiều. Và hiện nay thì Ngân hàng nước Hải Phòng chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục chỉ đạo theo dõi sát tình hình để có những biện pháp để hỗ trợ trong việc mà thực hiện thanh khoản cũng như chi trả cho người gửi tiền và làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu và không nên dao động rút tiền trước hạn thì sẽ bị thiệt thòi của mình.